ga Sài Gòn để đi ra Hà Nội như mọi người. Bắt đầu lăn bánh. Cầu Bình Lợi và Lampat 81. Ở đây nó sẽ cái nha, cái nhỏ 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 không ha. Bảo lực mới đỏ nhưng mà không chơi lửa. Thôi rồi nhìn, nhìn gần bên này cái căn nha căn nhỏ á, bị ngán á, thấy mấy mét không à, 3-4 mét. Người dậy lên vườn sớm ha, lâm đông sớm ha, và 5 giờ hơn rồi.
mà đi lên mua đồ luôn. Chớ mờ hả? Ôi sợ quá chớ mờ ơi. Cho một hộp mà. Rồi 40 à. Trên tàu có sẵn các đồ ăn luôn. Xôi cháo, bánh mì thì có hết. Lấy cho em một hộp. Xôi. Gà diêu đi của tỉnh Bình Định. Đây là chỗ nào, là tỉnh nào đó? Me sừng đi. Gói 25 ngàn à? Mua nhiều vậy bữa không? Mua bữa hôm 2. Hả? Hôm 2. Ồ. Hôm 2 à?
lấy 15 gói. Anh em đã ra tới Ga Vinh.